Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mùa vọng là khởi điểm của năm phụng vụ, là lúc Hội Thánh bắt đầu sống cái tâm tình mong chờ Đấng Cứu Thế. Mùa vọng là thời gian để mọi người Kitô hữu hướng lòng mong Chúa đến. Mà đích điểm gần chính là lễ Giáng sinh. Chúng ta thấy đường phố bây giờ đã bắt đầu trăng đèn sao, các áo của ông già Noel, các đồ trang trí Noel đã bắt đầu bán. Và nhiều người đã đang nghĩ đến những cái tổ chức vui chơi vào cái dịp lễ Giáng sinh. Thế nhưng mà phòng vại không phải chỉ có mong chờ lễ Giáng sinh, lễ Noel, mà mùa vọng là mùa mong chờ mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, là cái đích điểm gần. Nó không phải là những cái bề ngoài, mà là mong chờ Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Điều đó đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm rồi. Chúng ta vẫn còn mong chờ, vì mầu nhiệm Chúa Giáng sinh vẫn chưa thấm vào cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà đó vẫn chỉ là cái đích điểm gần. Còn cái đích điểm xa của cái tâm tình mong chờ, đó là ngày Chúa quang lâm, là ngày tận thế, ngày Chúa trở lại. Cho nên chúng ta không có dừng ở mùa vọng, không có dừng lại ở lễ Giáng sinh, mà phải có một cái nhìn xa hơn, là ngày Chúa quang lâm, ngày tận thế, ngày Chúa trở lại. Dựa vào đâu để chúng ta nói được những cái điều đó? Thưa, chính lời Chúa. Các bài đọc lời Chúa trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay nói với cho chúng ta biết về cái sự mong chờ, cái đích điểm xa đó. Sách ngôn sứ Isaiah mở ra cho chúng ta cái cảnh thái bình Chúa hứa ban cho các dân nước đang lũ lượt tìm đến với Chúa. Họ lên núi, họ lên nhà của Thiên Chúa. Những ai bước đi theo đường lối của Chúa chỉ vẽ và tuân theo luật Chúa truyền thì sẽ được sống trong cái hạnh phúc an bình, không còn đánh nhau, không còn chinh chiến nữa. Gươm giáo thành cuốc thành cày, súng đạn các thứ thành lưỡi liềm để gặt lũ, cái cảnh đó. Rồi những thú vật giữ sống chung với bò, với chiên,
Đó là cái cảnh thái bình mà tiên tri Isaiah vạch ra. Còn Thánh Phaolô trong đoạn thư gửi tín hữu Roma thì thúc giục chúng ta phải thức giận, phải tỉnh táo, vì ngày Thiên Chúa cứu độ đến gần. Ngài mời gọi và nhắc nhở người ta phải ứng xử làm sao cho phù hợp, phải thay đổi cái cách sống. Thánh Phaolô nói rất là cụ thể: đừng chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng. Thời Thánh Phaolô đã có những cái tệ nạn cụ thể như vậy, và cái điều đó ngày nay chúng ta cũng thấy trước mắt. Phải gạt bỏ những cái điều đó đi, trong cái tâm tình mong chờ Chúa đến, thay đổi cách sống làm sao cho hợp với cái việc mong chờ Chúa đến. Đặc biệt là trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nhắc lại cái sự kiện lịch sử thời ông Noe để so sánh với cái ngày Chúa quang lâm, cái ngày con người sẽ đến, cái ngày mà Đấng Cứu Thế sẽ ngự đến. So sánh như thế nào? Ông Noe cho đóng một cái chiếc tàu. Việc làm của ông là cái việc làm công khai. Đóng một cái tàu đâu có thể là giấu được. Một cái tàu to lắm, ai cũng thấy, ai cũng biết. Ông đóng chiếc tàu đó để làm gì? Ông được cho biết là cả gia đình ông sẽ vào trong cái tàu đó, để khi mà lũ lụt đến, đại hồng thủy sập đến, thì gia đình ông ở trong tàu sẽ lênh đênh trên mặt nước được cứu sống. Đó là cái hình ảnh vạch ra, Chúa nhắc lại cái điều đó thời ông Noe. Cái sự kiện đó rất là rõ ràng, nhưng mà đang khi đó những người khác không phải của gia đình ông Noe thì lại không nghĩ gì tới cả cái tương lai cả. Họ vẫn cứ tỉnh bơ, chẳng có xem sao, vẫn cứ ăn uống như Chúa nói, vẫn cứ lấy vợ lấy chồng, vẫn cứ bình chân như vậy. Dân chúng thì cứ theo cái lối sống có vẻ là hứng hờ, cái lối sống chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết sự đời, mải mê theo sự đời mà không để ý đến cái gì khác. Cái việc ông Noe đóng cái tàu đó là một cái dấu chỉ, như là một cái cảnh báo mà họ không có xem sao. Cho nên việc Noe làm đối với họ không có ý nghĩa gì. Cho nên tất cả những người đương thời khi mà nạn hồng thủy ập tới đã cuốn họ đi chết hết. Chúa Giêsu nêu ra cái sự tích này để mời gọi người ta phải cảnh giác, phải tỉnh thức trước cái sự bất ngờ, trước cái sự vô định, trước cái sự thình lình của ngày Chúa đến. Vì thế thưa anh chị em, việc mong chờ Chúa đến là việc chúng ta phải làm. Không phải chỉ tới mùa vọng rồi chúng ta nhắc nhau cái điều đó đâu. Và cũng không chỉ mong một lần vào mùa vọng, vào một lúc, một cái thời điểm nào. Nhưng cái việc mong chờ Chúa đến là cái việc làm của cả một đời người. Chúng ta chưa có gặp được Chúa thực sự, cho nên vẫn luôn luôn phải mong chờ Chúa đến. Mùa vọng chỉ là cái mùa phụng vụ, nhắc nhở, là cái thời gian nó thuận lợi để chúng ta khơi dậy cái tinh thần đó một cách tích cực hơn, khơi dậy cái tinh thần mong chờ, cái tinh thần cảnh giác, cái tinh thần ứng trực của mỗi người chúng ta trước mặt Chúa. Ngày nay có lẽ không có đại hồng thủy như thời ông Noe, thế nhưng nhìn chung quanh thực tế của xã hội ngay trên đất nước chúng ta thôi, không thiếu những cái tai họa, những cái thảm trạng đang xảy ra ngay ở gần bên chúng ta. Những cái thảm họa đó nó gây tang tóc, nó gây chết chóc hàng loạt người, nó cuốn trôi tàn phá cả biết bao nhiêu nhà cửa. Nhiều người không có nơi ăn chốn ở, nhiều người không còn của cải, tài sản gì hết, chỉ vì lũ lụt, thiên tai nó lôi kéo đi. Trước cái tình trạng đó, liệu có thức tỉnh, có lay động được lòng trí của mỗi người chúng ta?
có giúp cho chúng ta suy nghĩ và đặt lại cái vấn đề về cái ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, cái ý nghĩa của đời người hay không. Ước gì lời Chúa khi khai mạc năm phụng vụ mới với thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay làm bừng tỉnh lên nơi tâm hồn mỗi người chúng ta cái niềm khát vọng để chúng ta có phải xa tránh những cái gì là mải mê sự đời mà phải thức tỉnh, quay về, tìm đến với Chúa như là một cái thái độ phải có, phải làm trong suốt cả cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta. Ước gì những điều đó làm cho lòng trí chúng ta nó bừng sáng lên, nó luôn luôn là tỉnh thức, luôn luôn là ứng trực để Chúa đến bất cứ lúc nào, không phải chỉ trong mùa vọng, không phải là ngày tận thế, mà ngay cả Chúa đến bất cứ lúc nào trong đời sống riêng của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng ở trong tư thế sẵn sàng, tỉnh thức, và như vậy chúng ta sẽ gặp được Chúa và Chúa sẽ đánh giá cuộc đời của chúng ta là những người gắn bó với Chúa như thế nào.